Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện một bức tranh cát hình con voi con. Mời các bạn cùng theo dõi mình nha.
Mình đã hoàn thành rồi nè. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha.